Bên cạnh khúc tình xưa thì chắc chắn là các khán giả yêu mến Quyên và vẫn thích cái chất giọng khàn khàn và đầy cảm xúc của bạn với dòng nhạc trẻ. Thế thì khi mà quyết định ra một cái album acoustic là Nếu Như Ngày Đó đúng không ạ? Hay là trước đó nữa? Album acoustic là album phát hành song song với Nếu Như Ngày Đó. À, là một album khác nữa. Và sau đó là cái Nếu Như Ngày Đó, và khi mà bạn quay trở lại gần đây nhất thì là Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Dạ, Để Nhớ Một Thời Ta Yêu. Mình làm những cái dòng nhạc thay đổi khác nhau. Mình là người biết nắm bắt cái thị hiếu của thị trường. Thì có phải mình là cái người theo thuở theo thời không ạ? Không hẳn vậy đâu ạ. Ví dụ như cái đĩa acoustic là một cái đĩa mà của một trung tâm băng nhạc mời Quyên hát. Chứ không phải Quyên phát hành cái đĩa đó. Quyên có thể khẳng định rằng là mình là một người sống ngoài guồng quay của showbiz. Thực sự là như vậy. Quyên làm gì Quyên không quan tâm người ta làm cái gì đâu. Và Quyên cứ làm theo Quyên kỳ Quyên muốn thôi. Và Quyên hiểu khả năng của mình để làm thôi. Chứ không phải là mình là một người quá nhạy bén với thị trường đâu. Thực sự là như vậy. Vậy chính ra mình được nhận cái sự may mắn từ cuộc sống nhiều. Dạ, đúng rồi. Đúng không ạ? Đến bây giờ thì mỗi lần bạn xuất hiện thì anh Khoa nghĩ là vẫn được yêu cầu những ca khúc như là Hãy Trả Lời Em. Vẫn được yêu cầu. Thôi Đừng Chiêm Bao. Dạ. Những cái món quà quá lớn của cuộc đời và sự nghiệp của bạn. Dạ. Thế thì mình có nghĩ rằng là sau này cứ mỗi album mình ra, mỗi một cái sản phẩm âm nhạc mình mang đến thì mình lại được đón nhận và được có những cái cú hit như mình đã tạo dựng cách đây 7-8 năm hay không? Còn gì hơn thế nữa đúng không? Còn gì hơn thế nữa khi mà một cái album nhạc trẻ mà những cái ca khúc mới mà ngay trong một album mà được đến 3-4 bài yêu thích đến như vậy. Chỉ có 90 bài mới. Yeah, 10 bài. Thế mà lại được phân nửa là được yêu phân nửa rồi. Làm gì mà mong ước gì hơn nữa. Nhưng mà Quyên chỉ mong rằng là thôi thì nếu như cái thời đó có lẽ bây giờ rất là khó, nhưng nếu có được lặp lại một lần nữa thì thực sự sẽ không có gì vui bằng. Và Quyên cũng chỉ mong là mình sẽ vẫn làm luôn luôn để cái ngọn lửa nghệ thuật nó không nguội trong mình, để luôn luôn mình tìm tòi và mình kỹ lưỡng để mình những cái sản phẩm đó nó sẽ mang lại cái kết quả thật là tốt cho mình. Chắc chắn để ca hát phải có những cái sự may mắn nè, việc tập luyện nè, việc được trao dồi học tập và cả cái người ta gọi là thiên phú nữa đúng không ạ? Nhưng tận sâu bên trong những cái phần còn lại là cái cảm xúc mà người nghệ sĩ có thể mang đến cho công chúng để có thể truyền lửa và họ cảm nhận được nhau, đúng không? Những cái nơi gặp nhau và đồng cảm với nhau. Thế thì cái bí quyết để một giọng hát lời Quyên cảm xúc và nồng nàn mỗi khi biểu diễn, mỗi ngày, mỗi lúc biểu diễn có khác nhau không Quyên? Khác nhau anh ạ. Nếu mà nói là sợ nhất điều gì trong nghệ thuật thì sợ nhất cái sự chai sạn cảm xúc. Không thể tránh khỏi được cái điều đó với bất kỳ ai, Quyên tin là như vậy. Đôi khi mình hát một cái vô thức, mình hát giống như một cái máy, mình hát giống như là mình và mỗi khi mình hát ở sân khấu mình thấy giật mình và thấy hổ thẹn một chút về tại sao khán giả lại yêu mến mình đến như vậy và mình hát như vậy đó. Thì nhưng mà cái cảm xúc đó nó là một cái gì đó thoáng qua thôi, nó là một cái gì đó rất là ít gặp mà thôi. Mình thức tỉnh. Mình tự thức tỉnh và mình dạng lạc mình. Mình có thể là mình về mình suy nghĩ lại một chút, mình hoặc là những cái đó đôi khi không phải là vô cớ mà do cái tác động cuộc sống cũng như là do mình suy nghĩ nhiều quá hoặc là mình bị nặng nề một cái gì đó tác động vào mình. Cuộc sống có nhiều điều đối với chúng ta đúng không ạ? Thì là mình căng thẳng, khi mình căng thẳng là nó sẽ có cái sự phản hồi ngay. Bởi vậy cho nên là Quyên thì Quyên nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất là để giữ cái cảm xúc để truyền tải đến khán giả là mình phải cân bằng được cái cuộc sống thường ngày. Tại vì chính cái cuộc sống thường ngày và những cái gì mình làm ở ngoài sân khấu nó sẽ tác động trực tiếp của mình. Và khán giả là cái người được nhận đầy đủ hết đúng không ạ? Ngay lập tức khán giả. Dù vui hay buồn. Bởi vậy, đó đúng rồi anh. Cho nên là nếu như mình để cho cuộc sống nó quá căng thẳng và mình toan tính quá nhiều, khi mình hát mình cũng không thể tập trung vào bài hát được. Mình sẽ có những lúc hát mình nghĩ đến một vấn đề hoàn toàn khác.
thì tất cả những gì mình đưa ra chỉ là những cái bản năng thôi. Tôi nghĩ vậy. Và lần đầu tiên khi mà trò chuyện với rất nhiều những nhân vật, mà có cả những nhân vật trở lại với chương trình cũng rất là nhiều lần, đúng không ạ? Cũng như đây là lần trở lại của bạn sau cũng 4 năm, đúng không? Chúng ta ngồi với nhau. Có lẽ lần đầu tiên để nghe được cái lời tự kiểm điểm từ một người nghệ sĩ. Mà nhất là với ngôi sao thì điều này sẽ không có đâu, vì chẳng ai nghe người khác cả, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà tự kiểm điểm như vậy thì có nghĩa đó là cái ưu điểm của lời khuyên không ạ? Biết cân nhắc là mình phải nên sống thế nào để có thể mang đến cảm xúc tốt nhất cho những người mà mình họ đã dành thời gian và tình cảm cho mình. Trong cái sâu thẳm trong con người của bất kỳ ai, tôi nghĩ rằng là nếu mà những người lại càng là những người thành công trong một lĩnh vực nào đó thì càng là những người biết suy nghĩ, biết nhìn nhận. Đôi khi cái nhìn nhận đó có người nói ra như quyên, có người không nói ra bằng hành động. Nhưng mà cái nhìn nhận đó là chắc chắn sẽ có. Và cô tin rằng ai cũng sẽ biết ý thức cái điều đó để mà hoàn thiện mình hơn. Cái đó không phải là cái điều gì xấu cả. Thì vì không một ai, kể cả những người thiên tài nhất trong cuộc đời này, dám nói rằng tôi là một người hoàn thiện. Và không bao giờ tôi sai, không bao giờ tôi khuyết, hay là tôi có một cái gì đó nó không phù hợp, hay là nó còn là yếu điểm. Ai cũng sẽ có. Và nhất là trong lĩnh vực nào đó thì đôi khi cái điều đó nó được lấp liếm đi, nhưng trong nghệ thuật thì nó được hiển thị ngay lập tức. Cái sự thăng hoa cũng như cái sự thất vọng, cũng như là đi lên cũng như đi xuống, cô Trác Anh Khoa cũng đã biết, nó rất là rõ. Cho nên mình cần phải điều chỉnh tất cả những thứ đó, để mà dù mình ở cái vị trí nào, mình cũng đầu tiên là mình phải thăng hoa với chính mình trước. Mình phải được thăng hoa với chính bản thân mình. Thấy mê say và thấy mê đủ say. Thích, đúng không ạ? Ừ. Với chính mình. Mình phải yêu mình. Mình phải yêu cái giọng hát của mình phải thấy là mình hát hay trước, thì tự nhiên là cái thằng hồ nó sẽ rất đúng với khán giả. Cái đó là cái mà mình tự trau dồi. Tôi cứ nghĩ đấy là cái cực kỳ cần thiết. Tình yêu anh ơi, cút mắt trò chơi. Em sẽ trốn khi anh đuổi tình. Tình sẽ theo thời gian nhạt nhòa phai, xin nhớ cho rằng một lần yêu phải trăm lần khổ đau. Giọt sương ban sớm lấp lánh trên hoa nụ hoa.